vào vị trí thi đấu để chúng ta nhận kiểm tra xe. Lưu ý nhất là lần nữa, vòng thi đấu chung kết chúng ta chỉ hoàn toàn chạy bằng năng lượng mặt trời. Xin mời hai đội tiến về khu vực kiểm tra. Liệu trong vòng chung kết của cuộc thi Solai Kha Challenge 2024 năm nay ai sẽ là nhà vô địch? Điều gì đâu hết à? Điện lên đi. Trong quay đâu? Thì nó đang diễn ra còn những mét cuối cùng. Khoảng cách giữa hai xe vô cùng gần với nhau. Nếu có sự bất tốc đến từ điện công nghiệp 23 Trong quê đã gặp số vấn đề rồi à? Hết nắng rồi hả? Chờ nắng lên. Các đội xin tập trung vào trận đấu. Hiện tại nhà vô địch vẫn chưa được xác định. Kết thúc thuộc về đội Cao Hồng Nhi. Cao Hồng Nhi, đội công nghiệp 23 đây. Đội vị trí dự kiến hàng nhì.